Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ bằng cái cách Shopee giờ là so để xe đừng có bị gợn các bạn. Thì các bạn biết sao mấy xe tay ga các bạn nó rất dễ bị gợn luôn. Mà mấy xe mới mua về chạy chừng 1-2 ngàn là rồi nó xuất hiện tình trạng gợn luôn ha. Thì cái tình trạng gợn á, nó tức là các bạn chạy khoảng 45 km/h, các bạn giữ nguyên ga, thì cảm giác gợn nó xuất hiện, nó làm nó gợn, nó làm liên tục luôn mà ha. Thì cái tình trạng nó xuất hiện là do cái nguyên nhân là do cái lò xo và bi các bạn, hai bên trước và sau này các bạn. Trước này là bi, nó có 6 viên bi và này có lò xo trụ đây nè. Thì hai cái này nó không có đồng đều các bạn, nó có cái sức ép của bi và cái sức ép của lò xo, hai bên nó không đồng đều nhau các bạn. Nó rất dễ xuất hiện tình trạng gợn các bạn ha. Tức là các bạn giữ nguyên ga, cái đầu bên nào mà nặng các bạn, thí dụ như bi nặng thì cái của nó bị giật ra trước, mà nó giật nó làm liên tục thì đó các bạn cảm giác như gợn. Còn nếu mà là sao nó nặng các bạn, thì cái gì của nó giật ở phía sau rồi ha. Nếu là sao nặng thì nó giật phía sau, giật cả nó làm liên tục vậy đó. Thì cảm giác nó gợn nó xuất hiện liên tục. Thì hai cái nguyên nhân mà do bi và cái lò xo này nè, thì mấy hôm nay mình đã sắp lại hết các bạn, mình sắp từng gọi là từng gam các bạn, nó thì nó mới có được thông số mà ha. Thì cái thông số mình có để trên màn hình các bạn xem đi, thì các bạn làm thử ha, tại vì mình đã sắp rồi, mình thấy nó rất là ok các bạn. Thì để mình nói chi tiết luôn các bạn ha. Thì lò xo thì xe Honda nó có rất là nhiều loại các bạn, mình phân là hai loại cho các bạn dễ hình dung quá ha. Thì có lò xo này là lò xo màu tím nè các bạn. Cái lò xo màu tím, cái lò xo này dài nó là một nó dài 1 tấc 3 nha các bạn. Đây cái chiều dài nó nè các bạn, nó dài 1 tấc 3. Còn cái lò xo màu vàng này nè các bạn, cái lò xo vàng này xo của Atmos, cái lò xo tím này là của Besis nè các bạn, Jinto xe các bạn. Thì cái lò xo vàng này là nó dài khoảng 1 tấc nha các bạn, dài 1 tấc hơn chút xíu, 1 tấc. Thì hai cái loại này nè, thì mình thấy Honda nó sắp các bạn, nó không có cân được các bạn, thành ra chạy con chạy không có gì một tháng, vẫn vài tháng là đầu cái tình dạng gợn nó xuất hiện các bạn ha. Thì mình khi cái lò xo vàng này các bạn, thì mình đi với cái bi 16 gram các bạn ha. Đây mình để cho các bạn xem ha. Cái lò xo vàng này các bạn, lò xo dài 1 tấc nè, đi với lại bi 16 gram, ghi đây các bạn 16 gram. Họ là chạy nó không có bị gợn quá ha. Mình đã lắp vô mình chạy rồi, con chạy nó rất là êm quá ha. Con gần để 45 km/h gần giữ nguyên ga, nó không có bị gợn. Tại cái lò xo này nó nhẹ chứ đi 16 gram nó bị nhẹ các bạn ha. Rồi thì cái lò xo màu tím này nè các bạn, lò xo này dài 1 tấc 3 nha các bạn. Rồi thì cái lò xo 1 tấc 3 này nó đi với bi 17 gram rưỡi nha các bạn. Mình có sắp là 17 gram, chạy nó vẫn gợn nha các bạn. 18 gram nó vẫn gợn, 19 vẫn gợn, 20 vẫn gợn mà. Thì nhưng mà cái 17 gram rưỡi này nè, 17 gram rưỡi này thì nó các bạn trên thị trường các bạn kiếm rất là khó mà ha. Thì cái này nó có hai loại các bạn ha. Một loại các bạn mua trên cái cửa hàng bán cái loại Dr. Bully các bạn. Dr. Bully nó có 17 gram rưỡi nó có các bạn. Thì các bạn nhìn trên cái màn hình mình có để cái hiệu á. Đó là cái nhất, cái bi nó khá là mắc tiền ha, nó khoảng 400-500 ngàn á. Giá nó bán trên mạng là khoảng 370 ship luôn chứ gần khoảng 400 đó các bạn. Còn cách thứ hai các bạn, cách thứ hai là mình mua cái bi này là bi 18 gram các bạn. Mình khoan, mình lấy thịt nó ra. Bên mình có làm á, nếu các bạn có nhu cầu các bạn liên hệ trên cái số điện thoại cho mình ha. Thì mình sẽ lấy cái thịt này ra 5 gram. Thì mình khoan mình lấy ra các bạn. Rồi thì giá nó sẽ mềm hơn ha, nó khoảng 700 mấy á, cũng khá là rẻ. Thì các bạn cứ trải nghiệm thử đi ha. Rồi nói chung là 17 gram con gắn vô đây cũng gợn các bạn, 18 vẫn gợn, nhưng mà 17 gram rưỡi là nó khá là ok rồi. Mình đã trải nghiệm rồi các bạn ha, mình trải nghiệm thực tế. Và mình đang gắn cái này, mình đang chạy cái bi 17 gram rưỡi và cái lò xo màu tím đó các bạn, là xo 13 cm này. Thì chạy nó rất là êm các bạn. Đó là cái trải nghiệm thực tế đó. Thì các bạn nào có nhu cầu trải nghiệm thử thì các bạn mua cái loại Dr. Bully đi. Cái bi nó hơi mắc xíu. Thì cái bi đó là 17 gram rưỡi nó có nha các bạn. Chứ mấy cái hiệu khác là không bao giờ có đâu, hoặc là mình chế thôi. Mình chế thì các bạn liên hệ số điện thoại trên màn hình đó, thì các bạn có nhu cầu các bạn liên hệ số đó, ha. Rồi ok, hôm nay mình thì mình mới trải nghiệm xong, mấy ngày nay mình đã trải nghiệm xong, mình thấy nó
những cái thông số này là trên màn hình mình đã ghi sẵn đó, để các bạn cái trải nghiệm thử ha, mình thấy khá là ok. Rồi thì sau khi các bạn lắp hai cái bộ này xong rồi đây các bạn, khi lắp xong rồi các bạn gắn dây cro hiệu Vitam này các bạn, thì cái dây này nó khá là nhiều ưu điểm các bạn ha, các bạn gắn mấy dây khác vô nó vẫn gần bình thường nha các bạn. Mình đã chạy, mình mua rất nhiều loại euro mình gắn vô rồi, thì chỉ có dây Vitam với lại Continental dây của Đức á, dây này còn nhập Thái nè các bạn, thì gắn dây vô là nó sẽ hết nha các bạn ha, nó hết gần. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó không có tiếng nghe tiếng rào các bạn ha. Mấy dây kia bạn đút vô nó kêu tiếng rào ghê lắm, nghe mà vô mấy chạy vô mấy cái hẻm nó nghe rất là lớn ha. Rồi sau khi mình gắn này vô nó hết rào, thứ hai là nó hết gần nha các bạn, hết gần tuyệt đối luôn á. Cái dây này nó khá là hay các bạn ha. Cái thứ ba là giá nó khá là rẻ các bạn, nó khoảng nghĩ tới khoảng gần trăm mấy chục ngàn nó rẻ phân nửa, nhưng mà nó đô bền tới giờ mình chạy tới giờ là khoảng gần 50.000 cây số mình chưa thay nha các bạn. Này là trải nghiệm thực tế, mình không quảng cáo nữa các bạn, mình trải nghiệm thực tế, mình chạy 50.000 mà mình thấy dây của nó khá là êm mà nó còn mới lắm các bạn. Để hôm nào mình tháo máy mình cho các bạn xem ha. Rồi ok, như là sau khi mình thay cái này và thay dây của nó vô, đừng thay dây khác nha các bạn, mình khuyên các bạn đừng thay dây hiệu khác, mấy dây hiệu khác xài không được đâu, nó khá là mắc và nó nhất là nó rất là rạo ha, thứ hai là khá là mắc, và cái thứ ba nữa là cái đồ bền nó cũng chưa chắc như qua này các bạn ha. Rồi ok, vậy là cứ làm thử theo cái cách này đi, mình thấy nó rất là hiệu quả các bạn, và nói chung là kết quả là khá là bất ngờ, các bạn cứ lập thử ha. Thì các bạn nào thích cái lò xo ngắn thì các bạn đi với lại cái bi 16g, còn các bạn thích cái lò xo mà lò xo tím này nè thì các bạn đi với bi 17g rưỡi ha, là cảm giác gỡ sẽ không còn nha các bạn. Rồi ở video hôm nay mình chia sẻ ngắn cho các bạn để các bạn biết cái cách để trải nghiệm thử các bạn ha. Rồi mình xin kết thúc video đây và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video mình nha. Rồi mình xin chào tất cả các bạn.